Sáng ngày 8 tháng 8, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 262.471 người được tiêm vaccine vào ngày 7 tháng 8 có 398 người phản ứng sau tiêm 30 phút, tất cả đều an toàn. Đây là ngày có số lượt người tiêm vaccine cao nhất, tăng 12.228 lượt so với ngày 6 tháng 8. Như vậy, bắt đầu từ đợt 5 đến hết ngày 7 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 2.108.186 liều. Sở Y tế đánh giá với tốc độ tiêm khá cao hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vaccine thì dự kiến hết ngày mai, 9 tháng 8, thành phố sẽ đối diện với việc thiếu vaccine tiêm diện rộng như vừa qua. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 5 vào chiều ngày 22 tháng 7 và kết thúc sớm hơn kế hoạch. Hiện đang tiếp tục tiêm nối tiếp vaccine đợt 5, có điều chỉnh đối tượng tiêm là người trên 18 tuổi. Phát biểu tại cuộc họp trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Do vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lại và huy động các nguồn lực phấn đấu tiêm 300.000 liều trên một ngày. Trong tháng 8, nếu đảm bảo nguồn cung liên tục, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng tiêm để đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng từ 70 đến 80% dân số trên 18 tuổi.